Hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam Sơn Đông Trung Quốc vừa diễn ra, thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp của hai bên trong 5 lĩnh vực: nông sản thực phẩm, thiết bị máy móc, cao su, xây dựng vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Theo Cục Xúc tiến Thương mại, trong tổng thể hợp tác với Trung Quốc, Bộ Công Thương Việt Nam rất coi trọng vai trò của tỉnh Sơn Đông, địa phương đầu tàu trong phát triển kinh tế của Trung Quốc. Năm 2023, quy mô thương mại giữa Sơn Đông và Việt Nam đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 8 trong số các địa phương Trung Quốc có quan hệ thương mại với Việt Nam và chiếm khoảng 4,8% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Thông qua chương trình kết nối giao thương, các doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Sơn Đông Trung Quốc có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp về các vấn đề doanh nghiệp quan tâm, nhu cầu xuất, nhập khẩu từng mặt hàng cụ thể và qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Trung Quốc nói chung và Sơn Đông nói riêng. Thành công của sự kiện lần này là hai bên đã tổ chức lễ ký kết 12 thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Sơn Đông trong lĩnh vực thương mại và hợp tác đầu tư tại Việt Nam.